chửi mắng thì ta giả điếc, mặc cho người hết giận ta khuyên, chữ nhắn quà ta để đầu tiên. Đưa nó lên phượng đi, tàu lao quá à, hốc đi hốc đi. Các thí chủ hãy giữ im lặng để ta niệm chú, ta sắp đắc đạo rồi, chỉ còn đúng hai câu nữa thôi, muốn đi đâu thì đi. Bắt vô cái đầu chết mẹ nó. Ai bú đá mà không bắn cá, đợi hết tiền cướp giật ăn xin. Rồi đủ hai câu quá, rụng mẹ mặc cái quần vô nè. Khoan từ từ, Phật tổ đang đến. Đừng, Phật tổ đang đến, đừng. This is great.